Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh những cây hoa lan khi những chiếc lá đã bị khô và cây đang bị thối. Chúng ta hãy giữ lại những cây hoa lan như thế này. Mình chia sẻ cho các bạn một cách phục hồi rất nhanh. Rễ đã bị hư nên những chiếc rễ này các bạn không thể nào phục hồi được. Và phần gốc này chúng ta nên cắt bỏ. Phần này vẫn còn xanh, nhưng những gốc như thế này các bạn không thể nào phục hồi lại được. Và chúng ta hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây. Chiếc lá vẫn còn rất xanh tốt. Sau đó các bạn chỉ cần rửa nó cho thật sạch. Với hoa lan, khi chúng ta làm sạch cũng sẽ thúc đẩy giúp cho cây tăng cường trao đổi chất và tạo điều kiện giúp cho những cây hoa lan được phát triển nhanh và dễ hơn. Sau đó các bạn cần phải lau lại cho thật khô chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và côn trùng ở dưới mặt lá. Và cách làm này giúp cho cây được phục hồi nhanh. Với những chiếc lá còn xanh tốt và khỏe mạnh, phần gốc này vẫn còn xanh, cây hoa lan sẽ được phục hồi rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng một lá cây lô hội. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, có tính kháng khuẩn khử trùng và luôn giúp cho những cây hoa lan phát triển rất khỏe mạnh. Và trong nhựa cây lô hội có hoạt chất axit salicylic tương tự như là aspirin, giúp cho cây tăng đề kháng và kháng khuẩn rất tốt. Cho vào 500ml nước. Sau đó các bạn sẽ làm nát ra. Và sau đó chúng ta sẽ lọc bỏ cặn. Và các bạn sử dụng những miếng bông mềm. Sau đó hãy lau cho chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho hoa lan được kháng khuẩn khử trùng và rất hiệu quả cho những cây hoa lan có lá bị héo. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây và hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ để như thế này
trong 30 phút, rễ của cây sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy tận dụng phần nước còn lại này, các bạn đừng bỏ đi. Mà hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ làm sạch bụi bẩn, loại bỏ nấm và côn trùng. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Hoa lan sẽ tăng đề kháng, luôn xanh tốt, phát triển được rất nhanh. Và nó cũng giúp cho hoa lan của các bạn có rất nhiều cành hoa phát triển. Sau đó các bạn lấy chiếc lá ra. Và hãy sử dụng một tép tỏi nhỏ như thế này. Sau đó các bạn sẽ bôi vào đây. Và cách làm này để giúp cho phần này không bị thối. Các bạn sẽ để ở nơi mát trong một ngày. Và sau một ngày, gốc của cây đã khô lại. Và cách làm này để giúp cho hoa lan không bị thối nhũng phát triển thêm. Các bạn sử dụng một chai nhựa. Và một miếng bông mềm. Với các loại bông mềm hút nước, chúng ta đều có thể sử dụng được dễ dàng. Sau đó các bạn sẽ đặt chiếc lá vào đây. Và chúng ta hãy sử dụng nước lọc. Nếu nước máy, các bạn sẽ để từ 3 đến 5 ngày. Và nước không chạm vào gốc của cây. Các bạn chỉ kiểm tra để bổ sung thêm nước. Và cách làm này, nó sẽ giúp cho gốc cây ẩm. Hãy đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng. Các bạn khoét một lỗ như thế này, sau đó đậy lại. Và với cách làm này, các bạn sẽ không cần phải phun sương để giữ ẩm cho lá. Sau 50 ngày tiếp theo, rễ đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Với phương pháp đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để chúng ta tạo được rễ khỏe mạnh cho những cây hoa lan phát triển nhanh. Mình luôn có chia sẻ nhiều phương pháp
các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Chiếc lá mới đã phát triển thêm và chiếc lá này đã rất xanh, rất cứng cáp và khỏe mạnh. Một phương pháp tuyệt vời. Các bạn có thể xem thêm bằng những phụ đề. Rễ đã phát triển rất nhanh. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông. Với những phương pháp khác nhau, đòi hỏi các bạn phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với hoa lan, luôn có những cây nhanh và những cây chậm. Nên chúng ta cần phải kiên trì với những phương pháp như thế này. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.